Chào các em. Hôm nay thầy cũng sẽ tiếp tục nói về vấn đề dòng điện xoay chiều. Và hôm nay thầy giới thiệu về một trong những cái bài toán mà sử dụng độ lệch pha giữa các điện áp của các phần tử trong mạch, giữa các phần tử so với cường độ dòng điện. Trước tiên mấy em nhớ đây, thầy ôn lại cái giảng đồ Vester-Resnais. Ôn lại cái dạng đồ Vester-Resnais. Trục OX, em xem, đó chính là trục của dòng điện. Trục của dòng điện thì điện áp hai đầu trở bao giờ cũng cùng pha so với cường độ dòng điện. Điện áp hai đầu tụ bao giờ cũng vuông pha với cường độ dòng điện và chậm hơn pi trên 2. Còn điện áp hai đầu dây UL bao giờ cũng nhanh pha hơn cường độ dòng điện gốc pi trên 2. Tổng của các vector UR, UL, UC chính là vector U cả mặt. Và trên bảng này, trên hình này đó chính là phi gốc lệch pha của điện áp cả mặt so với cường độ dòng điện. Mình chú ý một số bài toán trắc nghiệm về điện gần đây sử dụng giảng độ tính toán về độ lệch pha thì bài toán sẽ ngắn và gọn hơn rất nhiều so với khi chúng ta dùng phương pháp đại số. Đó, mấy em nhớ lại đây là cái giảng độ Vester-Resnais biểu diễn các đại lượng I, UR, UC, UL và Vector U cả mặt. UC bao giờ cũng chậm pha so với I trừ pi trên 2. UL bao giờ cũng nhanh pha so với Y pi trên 2. Và UR bao giờ cũng cùng pha với Y. Cho nên UC, ta có thể xem UC bao giờ cũng chậm pha so với UR pi trên 2. Và UL bao giờ cũng nhanh pha so với UR pi trên 2. Và tổng của các vector trên UR, UL, UC chính là vector U cả mặt. Mấy em nhớ tới hình ảnh giảng đồ Vester-Resnais để chúng ta sẽ sử dụng giải một số bài toán thi trắc nghiệm gần đây rất nhanh và hiệu quả hơn so với khi chúng ta dùng phương pháp đại số. Ví dụ một là chúng ta có điện áp U bằng 200 căn 2 cốt 120 pt đặt vào hai đầu mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R, đồ tự cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Cho biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2π/3. Điện áp giữa hai bản tụ có giá trị hiệu dụng bằng nhau với điện áp hai đầu cuộn dây nhưng chúng lệch pha nhau 2π/3. Vậy điện áp hai đầu cuộn dây là bao nhiêu? 200 căn 2, 200, 100 hay 100 căn 2V. Đây là bài toán sử dụng pha giữa các phần tử trong mạch. Thầy vẽ giảng đồ như sau. UC bao giờ cũng chậm pha so với Y, cũng chính là so với UR gốc pi trên 2. UL bao giờ cũng nhanh pha với UR gốc pi trên 2. UL cộng UR chính là U dây điện áp hai đầu cuộn dây. Và tổng của U dây và UC chính là điện áp U cả mặt. Điện áp U cả mặt. Để cho U dây lệch pha so với UC, tức là điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha so với điện áp hai đầu tụ điện một góc 2π/3, mà ta biết UC là chậm pha so với UR một góc pi trên 2, nên từ giảng đồ trên mấy em dễ dàng có được góc hợp bởi U dây và UR chính là pi trên 6. Mà UC lại bằng U dây, UC lại bằng U dây, độ lớn
Đây là một cái hình bình hành, quy tắc hình bình hành của phép cộng vector. Cho nên độ dài này và độ dài này bằng nhau. Đây chính là độ dài của UC đó nha. Đây chính là độ dài của UC. Góc này bi trên 6, vậy mà em suy ra được cái góc này là bi trên 3. Tam giác cân có góc bi trên 3, vậy đó là tam giác đều. Vậy đó là tam giác đều. Và tam giác đều cho nên là U cũng bằng U dây cũng bằng UC. U cũng bằng U dây cũng bằng UC. Đó là những điều ta rút ra được từ cái giảng độ vector trên. Thầy nhắc lại lần nữa, mấy em theo dõi ha. Điện áp hai đầu cuộn dây bao giờ cũng nhanh pha hơn điện áp hai đầu điện trở, góc bi trên 2. Và điện áp hai đầu tụ bao giờ cũng chậm pha hơn điện áp hai đầu trở, bi trên 2. Cuộn dây chúng ta có điện trở R, cho nên UL cộng UR vector chính là U dây vector. Chính là U dây vector. Để cho U dây vector lệch pha so với điện áp hai đầu tụ một góc 2 bi trên 3. Từ đó ta dễ dàng ta thấy được góc lệch pha giữa U dây và UR chính là bi trên 6. Góc bi trên 6, vậy thì suy ra cái góc tạo bởi U dây và UC trong trường hợp này là bi trên 3. Mà độ lớn của U dây bằng độ lớn của UC theo đề cho, trên tam giác trên trở thành một tam giác đều. Trong đó cạnh là U cả mặt. Tức là chúng ta sẽ có UC bằng U dây bằng U cả mặt. Bằng U cả mặt. Thì tam giác đều, cho nên đường cao cũng chính là đường phân giác. Vì vậy, góc lệch pha của U dây so với UR là bi trên 6. Thì lệch pha của U cả mặt so với UR trên hình vẽ trên cũng là bi trên 6, nhưng chậm pha hơn góc bi trên 6. Đấy, từ giảng độ thầy có các kết luận như trên. Như vậy, U dây chính bằng U cả mặt bằng 200V, điện áp hiệu dụng. Mấy em thấy cái lợi ích của việc dùng giảng độ so với dùng phương pháp đại số. Chúng ta cứ việc vẽ giảng độ, từ giảng độ ta rút ra được các đại lượng cộng tiền rất nhanh. Cho nên trong bốn đáp án của chúng ta đã có, đó chính là đáp án B, điện áp hai đầu dây 200V. Sử dụng giảng độ Vector-Resonance giải rất nhanh so với phương pháp đại số, mà tính chính xác lại cao. Mấy em chú ý ở bài tập ví dụ trắc nghiệm ở trên, sử dụng giảng độ Vector-Resonance dựa vào độ lệch pha giữa các điện áp, chúng ta tìm ra được thông số cần tìm từ giảng độ. Thì mời mấy em xem qua ví dụ số 2 về vấn đề áp dụng giảng độ và tính toán độ lệch pha. Ở ví dụ 2 này, chúng ta có điện áp U bằng 200 cốt 100 pt/V được đặt vào hai đầu đạn mạch gồm 3 phần tử điện trở, cuộn dây thuần cảm L và tụ C mắc nối tiếp. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây UL bằng 1,5 lần điện áp hai đầu tụ, thì dòng điện qua mạch lệch pha bi trên 4 so với điện áp hai đầu mạch. Hỏi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ, tức là đề hỏi UC. Chúng ta dự kiện chúng ta biết những gì nào. Thứ nhất, biểu thức tổng quát điện áp U cả mặt. Ta có U0 là 200, ta có omega là bằng 100V. Và điện áp hiệu dụng hai đầu dây bằng 1,5 lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ. Bốn đáp án đều cho 200V, 200 căn 2, 100 hay 100 căn 2V. Đó là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ C. Ta giải như sau. Trước tiên mấy em tính công thức xác định độ lệch pha của điện áp so với cường độ cả mặt bằng công thức tan phi bằng UL trừ UC trên UR. Đôi khi lại dùng ZL trừ ZC trên R. Mấy em chú ý, đôi khi phải tính về điện áp bằng UL trừ UC trên UR.
mà UL trừ UC lại bằng UR. Vì sao? Tan phi bằng 1, lệch pha pi trên 4, cho nên tan phi bằng 1. Để cho lệch pha, không cho nhanh pha hơn hoặc chậm pha hơn, nhưng lại có UL bằng 1,5 UC, có nghĩa là UL lớn hơn UC, mạch có tính cạnh kháng, cho nên U cả mạch phải nhanh hơn cường độ dòng điện. Do đó thầy chọn là 1. Vì vậy thầy rút ra được UL trừ UC bằng UR. Em chú ý. Mà chúng ta có cái công thức điện áp bình phương điện áp cả mạch bằng bình phương hiệu của UL trừ UC cộng cho UR bình. Mà UR bằng UL trừ UC từ dữ kiện trên ta thay vào đây. Vậy U bình sẽ bằng 2 lần UL trừ UC bình. Mặt khác ta lại có UL bằng 1,5 UC. Mấy em thay vào đây, 1,5 trừ cho 1 là 0,5, bình lên là 0,25 hay là 1/4 UC bình, nhân với 2 ở ngoài bằng UC bình trên 2. Vậy U bình bằng UC bình trên 2. Ta có dễ dàng có được UC bằng 200V. Ta có được UC bằng 200V. Đây. Mấy em nhớ tới công thức tính theo điện áp ở bài tập ví dụ này, thầy muốn ôn với em lại công thức tính điện áp. U bình bằng UL trừ UC bình cộng UR bình, hoặc công thức tan phi của U so với Y bằng UL trừ UC trên UR, thay vì ta dùng công thức ZL trừ ZC trên R. Do UL bằng 1,5 UC, mạch có tính cạnh kháng, cho nên từ độ lệch pha của U so với Y là pi trên 4, thầy chọn bằng 1 chứ không phải trừ 1. Vậy UL trừ UC bằng R. Từ đó thầy suy ra được giá trị của UC tính theo U cả mạch, và UC bằng 200V. Trong 4 đáp án để cho rõ ràng đó chính là đáp án B. Đấy, qua bài tập ví dụ trắc nghiệm này, thầy ôn mấy em hai cái công thức tính và điện áp như trên. Tôi qua ví dụ trắc nghiệm số 3. Đặt một điện áp soi chiều với giá trị hiệu dụng không đổi, tần số dòng điện 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C, mắc nối tiếp cùng dây có độ tự cảm L và điện trở R bằng 50 Ω. Khi đó điện áp cuộn dây lệch pha pi trên 4 so với Y và lệch pha pi trên 2 so với điện áp cả mạch. Hỏi giá trị của điện dung C. Mấy em chú ý dữ kiện này. Điện áp cuộn dây lệch pha pi trên 4 với Y và lệch pha pi trên 2 so với điện áp cả mạch. Cuộn dây chúng ta bây giờ có độ tự cảm và điện trở chứ không phải thuần cảm. Đó là hai chi tiết trong giả thiết mà em chú ý. Chúng ta có 4 đáp án để cho giá trị của điện dung C như trên. Đây, mấy em ghi lại. Tôi qua bài giảng như thế này nha. Đầu tiên, thì dựa vào phi điện áp của dây so với pha của Y lệch nhau pi trên 4. U dây bao giờ cũng nhanh pha hơn pi y, nên chú ý pi trên 4. Đây là đề cho. Mà tan phi u dây chính bằng ZL trên R. Tại vì cuộn dây chúng ta chỉ có độ tự cảm và điện trở, cho nên tan phi sẽ bằng ZL trên R bằng tan pi trên 4 bằng 1. Thì rút ra được, vậy thì ZL cảm kháng bằng điện trở bằng 50 Ω. Mặt khác, giả thiết cho điện áp cuộn dây là lệch pha so với điện áp cả mạch pi trên 2, ta có phi u dây trừ phi u bằng pi trên 2 kết hợp với phi u dây trừ phi y bằng pi trên 4. Ta rút ra được phi u trừ phi y bằng trừ pi trên 4. Ta lấy biểu thức trên thì trừ cho biểu thức dưới. Mình chú ý, phi u dây trừ phi y thì trừ cho phi u dây trừ phi u, ta sẽ có được phi u trừ phi y bằng pi trên 4 trừ pi trên 2, chính là
trừ bị tình huống. Có nghĩa là điện áp cả mạch so với cường độ dòng điện chậm phe hơn đi trên bụng. Vậy tan của phi quy chính là bằng trừ 1, được tính bởi công thức ZL trừ ZC trên R. Thì thay thông số vào đây, ZC bằng 100 ohm, ZL bằng R bằng 50 ohm. Từ đó ta rút ra được ZC bằng 100 ohm. Từ đó mấy em dễ dàng tính được điện nhiễm C theo ZC bằng 1 trên ZC omega bằng 10 mũ trừ 4 trên điện. Mấy em chú ý bài toán về phen. Để cho điện áp dây so với cường độ lệch đi trên 4, điện áp dây so với điện áp cả mạch lệch đi trên 2. Từ hai dữ kiện trên thì tìm ra các mối quan hệ của các thông số trong bài. Đó là mối quan hệ giữa cảm kháng và điện trở, cũng như mối quan hệ giữa chất L, chất C và điện trở. Từ đó ta sẽ tìm ra được phần tử còn lại. Các em chú ý mở rộng ra bài toán. Đôi khi cho C, cho L hỏi R, đôi khi cho C, cho R, cho L, cho R hỏi C. Như bài toán trên, chúng ta có được C bằng 10 mũ trừ 4 trên điện. Thì mời mấy em xem qua ví dụ số 4. Xét một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp nhau. Đoạn mạch AM của chúng ta có điện trở bằng 50 ohm, mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần L bằng 1/pi Henry. Ở đoạn mạch MB chỉ có tụ C và điện dung C thay đổi. Bây giờ ta đặt cái điện áp có biểu thức tổng quát là U0 có 100 pV vào hai đầu đoạn mạch AB. Người ta điều chỉnh giá trị của điện dung C đến giá trị C1, sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha pi trên 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Hỏi trị của C1 tương ứng. Đây là cái đề thi đại học năm 2010 năm 11. Chúng ta có 4 đáp án: 4 x 10 mũ trừ 5 trên pi Farad, hoặc 8 x 10 mũ trừ 5 trên pi, hoặc 2 x 10 mũ trừ 5 trên pi, hay 10 mũ trừ 5 trên pi Farad. Ta giải như sau. Đầu tiên thầy vẽ giãn độ. Như thầy nói, UC bao giờ cũng chậm phe hơn UR một góc pi trên 2, còn UL bao giờ cũng nhanh phe hơn so với UR góc pi trên 2. Tổng hai vector UL và UR chính là vector U dây. Đề cho U dây lệch pha pi trên 2 so với điện áp cả mạch, cho nên từ đó thầy suy ra hướng của vector U vuông góc với lại ô U dây. Đó, từ giản đồ trên, từ dữ kiện của đề, thầy có được hình vẽ giản đồ như trên. Sau đó các em tính cảm kháng của cuộn dây ZL bởi công thức L omega bằng 100 ohm. Phi AM tức là điện áp, ở đây thì viết tắt điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM lệch pha so với điện áp cả mạch pi trên 2, có nghĩa là phi AM trừ phi AB bằng pi trên 2. Vậy tan phi AB sẽ bằng trừ cotan phi AM. Đây là một kiến thức toán học nên chú ý. Tan phi AM trừ phi AB bằng pi trên 2, có nghĩa là em rút ra phi AB sẽ bằng phi AM trừ pi trên 2. Cho nên tan phi AB chính là tan của phi AM trừ pi trên 2 bằng trừ cotan phi AM. Nhìn vào hình vẽ này em thấy bằng R trên ZL. Phi AB, phi AM chính là góc hợp bởi ô U dây và U dây U đúng không em? Sẽ bằng R trên ZL trừ R trên ZL bằng trừ R trên ZL bằng trừ 1/2. Bởi vì chúng ta có ZL 100, R chúng ta giả thiết cho là 50 ohm, cho nên cái tỷ này có giá trị là trừ 1/2. Mà tan phi AB lại được tính bởi công thức ZL trừ ZC trên R bằng trừ 1/2. Từ đó mấy em thay thông số vào,
ZL bằng 100, R bằng 50, ta có được ZC bằng 125 ohm. Giải bằng phương pháp giãn độ cực nhanh. Đó mấy em chú ý, ở cái đề thi đại học năm vừa rồi, chúng ta dùng phương pháp giãn độ như giải rất nhanh, ZC bằng 125 ohm. Từ đó ta dễ dàng có được giá trị của điện dung C tương ứng 8 x 10 trừ 5 trên pi farad. Trong bốn đáp án đã cho, đó chính là đáp án B của cái đề thi đại học 2010 năm vừa rồi. Đây là một bài toán điện khó, thầy nhắc lại. Năm vừa rồi cũng rất nhiều em sai, một số học sinh làm được nhưng mất thời gian, rất mất thời gian. Các em ra thê rang than với thầy, cái bài toán điện hỏi điện dung C1 quá dài, bởi vì em đã dùng phương pháp đại số. Chứ nếu như các em vẽ giãn độ vector resonance, rồi căn cứ vào độ lệch pha của điện áp các phần tử với nhau, chúng ta lập ra công thức, ta dễ dàng có được cái thông số ZC, có được giá trị của dung kháng, ta sẽ tính được điện dung C một cách nhanh chóng. Bằng 8 x 10 trừ 5 trên pi farad. Buổi học hôm nay cũng về phần điện, thầy giới thiệu cho các em một số những bài tập về đề thi đại học trong các năm gần đây mà sử dụng đề lệch pha để chúng ta giải. Mấy em ghi lại và chú ý sử dụng giãn độ vector trong vấn đề giải toán điện. Thì mong các em sẽ thu được những kết quả tốt qua những bài tập về độ lệch pha mà chúng ta vừa trao đổi. Bây giờ đến phần 2 của chương trình, thầy xin trả lời các câu hỏi của các em gửi qua đài. Thầy xin mời câu hỏi số 1. Dạ thưa thầy, em có một số thắc mắc muốn hỏi thầy, mong thầy giải đáp giúp em. Thắc mắc của em là con lắc đơn dao động điều hòa với omega bằng 20 radian trên giây, g bằng 10 m trên giây bình, khi x bằng 2 cm, v bằng 40 cm. 40 căn 3 cm trên giây, hỏi vị trí nào được đàn hồi min và bằng bao nhiêu? Thầy xin tóm tắt lại cái câu hỏi của em học sinh vừa hỏi. Đây là bài toán về dao động cơ con lắc lò xo. Có sơ đồ trên, con lắc lò xo giãn ra đến vị trí cân bằng và nó dao động với tần số gốc là 20 radian trên giây, đặt ở nơi cái gia tốc trọng trường là 10 m trên giây bình. Khi ly độ dao động là 2 cm thì vận tốc đạt được tương ứng là 40 căn 3 cm trên giây. Hỏi giá trị lực đàn hồi cực tiểu là bao nhiêu và khi đó ly độ x là bao nhiêu tại đo đạt cực tiểu. Đây là bài toán về cơ và dao động con lắc lò xo theo thẳng đứng và hỏi về lực đàn hồi min. Đề chỉ cho chúng ta biết tốc độ gốc, cho biết gia tốc trọng trường, cho biết ly độ và vận tốc tại ly độ đó. Cụ thể là tại ly độ 2 cm, vật đạt được vận tốc 40 căn 3 cm trên giây. Hỏi lực đàn hồi min. Thì mấy em nhớ biểu thức ly độ x. Tổng quát chúng ta là A cos omega t, ở đây chúng ta có là 20 t cộng phi. V bằng trừ omega A, cụ thể chúng ta là 20 A sin 20 T cộng phi. Dữ kiện cho vận tốc tại ly độ x, dữ kiện nó dùng để tính được biên độ dao động. Mấy em chú ý, từ hệ phương trình trên mấy em dễ dàng có được A bình của chúng ta sẽ bằng cái gì? X bình phương cộng cho V bình phương. Thì ghi lại cái công thức omega bình A bình
omega gì? Đó là cái công thức mà hôm phần bổ trợ kiến thức thầy đã rút lại cho mấy em. Mấy em chú ý nhớ lại cái công thức này để tính toán nhanh biên độ theo ly độ và vận tốc tại thời điểm t nào đó. Thì ở đây mấy em thay thông số vào, x chúng ta là 2, bình lên là 4, v chúng ta là 40 căn 3, bình lên 3 lần 40 bình, omega chúng ta là 20 bình. 40 bình chia 20 bình là được 2 bình bằng 4, 12 bằng 16. Vậy chúng ta dễ dàng có được biên độ A của dao động trên 4 cm. Có được biên độ dao động rồi, để biết được lực đàn hồi min hay max, hôm trước thầy có nói toán về con lắc lò xo dao động thẳng đứng, mà những bài toán hỏi về lực đàn hồi cực đại hoặc cực tiểu thì các em phải tính trước cái độ giãn của lò xo, thầy gọi là delta L0, tại vị trí cân bằng. Tại vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo được tính bởi công thức Mg trên K. Ở bài toán trên chúng ta không biết khối lượng cũng như không biết độ cứng K của lò xo, nhưng mấy em chú ý cái công thức tốc độ góc chúng ta là bằng K trên M. Vì vậy biết tốc độ góc là ta biết được cái tỷ K trên M. Như vậy M trên K chính là bằng omega bình, 1 trên omega bình. Các em thấy thông số vào, G chính là 10, omega chúng ta là 20, bình lên là 400. Như vậy thì chúng ta thấy được dễ dàng nó sẽ là 2,5 cm. Như vậy tại vị trí cân bằng, lò xo giãn ra một đạn là 2,5 cm, thì ký hiệu đây là delta L0 bằng 2,5 cm. Trong khi vật của chúng ta dao động với biên độ là 4 cm, vậy sẽ biên trừ A phía trên 4 cm. Trong trường hợp trên, chúng ta có giá trị của biên độ lớn hơn độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng. Điều đó có nghĩa là gì? Dễ dàng rút ra được lực đàn hồi cực tiểu trong trường hợp trên phải bằng 0. Bởi vì trong quá trình dao động, vật nặng chúng ta sẽ đến vị trí mà lò xo không co không giãn, có nghĩa là lúc đó lực đàn hồi bằng 0. Kế tiếp vật mới lên đến vị trí biên trừ A rồi mới trở xuống. Do đó, khi A lớn hơn độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng, các em dễ dàng tính nhanh lên lực đàn hồi min bằng 0. Ta suy ngay lực đàn hồi min bằng 0. Rồi khi đó đi độ ít bao nhiêu? Đó là 2,5 cm bằng 9 delta L0. Bài toán trên có hai vấn đề thì rút lại cho mấy em. Thứ nhất là công thức tính biên độ theo ly độ và vận tốc tại thời điểm t bất kỳ nào đó trong quá trình dao động. Thứ hai, những bài toán về tính lực đàn hồi min hay max trong trường hợp con lắc lò xo dao động thẳng đứng, thì trước tiên các em phải xác định cho được giá trị độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng, sau đó ta mới so sánh với biên A. Trong trường hợp biên A lớn hơn độ giãn delta L0 thì lực đàn hồi min sẽ bằng 0. Trong trường hợp biên độ A bé hơn delta L0, khi đó lực đàn hồi min sẽ được tính bởi công thức delta L0 K lần delta L0 trừ A. Đó là thì nhắc lại hai cái vấn đề rút lại. Một là công thức tính biên độ dao động theo ly độ và vận tốc. Hai, những bài toán mắc min, lực đàn hồi con lắc lò xo dao động thẳng đứng, các em tính độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng, sau đó nhớ lại công thức lực đàn hồi min cũng như lực đàn hồi max. Trong các trường hợp biên độ A dao động lớn hơn hay nhỏ hơn độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng. Rất vui được gặp lại các bạn trong phần giải đáp các câu hỏi được gửi về trang web của chúng tôi. Và sau đây là nội dung của câu hỏi. Cho đoạn mạch xoay chiều AB
gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng U không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của R và giữa hai đầu của cuộn dây có cùng giá trị và lệch pha nhau góc pi trên 3. Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ có điện dung là 100 microfarad và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 100W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu? A. 80W, B. 75W, C. 86,6W và D. 70,7W. Xin mời phần giải đáp của thầy ạ. Đây là một bài toán điện cũng liên quan tới pha của các phần tử trong đoạn mạch. Ban đầu chưa mắc tụ, ta có điện áp hai đầu trở bằng điện áp hai đầu cuộn dây. Đồng thời điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha so với điện áp hai đầu trở một góc pi trên 3. Bấy giờ mắc thêm tụ C vào. Thì hệ số công suất của mạch bằng 1. Tụ C có giá trị điện dung là 100 microfarad và công suất tiêu thụ tương ứng của mạch là 100W. Hỏi công suất của đoạn mạch khi chưa mắc tụ. Thì thầy khai triển như thế này. Cái dữ kiện của đề hệ số công suất của mạch bằng 1 có nghĩa là mạch cộng hưởng nè. Lúc đó mạch cộng hưởng. Khi đó chúng ta có mạch cộng hưởng. Mạch cộng hưởng thì dung kháng bằng cảm kháng. SL bằng với C, nên thay thông số vào 1 trên C omega. Từ tần số F là 50 Hz thì có omega là 100 pi. Vậy thì dễ dàng có được đó chính là 100 phần pi ohm. Đó là do giá trị của cảm kháng. Từ dữ kiện trên ta rút ra được giá trị của cảm kháng. B2 là công suất tiêu thụ khi có tụ. Chúng ta có công thức đó chính là R Y bình. Mà Y bình trong trường hợp này là công suất cực đại. Chúng ta có U bình trên L bằng 100W. Bây giờ thì quay lại vấn đề khi chưa mắc tụ. Chúng ta chỉ có điện trở R và cuộn dây. Thế chỉ cần nhìn vào hai dữ kiện này là mấy em sẽ đoán được rằng trong cuộn dây này chắc chắn phải có trở. Chắc chắn phải có trở. Vì sao vậy? Mấy em xem giảng đồ này. Đây là một bài toán thú vị. Có thể nói là một bài toán tương đối khó. Nếu như cuộn dây mà không có trở, cuộn dây không có trở thì mấy em thấy UL, UR cộng với nhau trong đó pha của UL và pha của UR bấy giờ lại lệch nhau là pi trên 3. Pha của U dây so với UR là pi trên 3. Nếu cuộn dây không có trở thì rõ ràng chúng ta chỉ có UL thôi, vuông góc nhanh pha hơn UR góc pi trên 2. Mà UL bằng UR, như vậy góc này của chúng ta là pi trên 4. Không thỏa mãn điều kiện của bài toán. Nên chắc chắn rằng trong bài toán trên chúng ta sẽ có trở. Thì gọi đó là UR nhỏ. Sau đó bằng giảng đồ vector, mình sẽ đây chính là U dây, vector U dây. Khi đó U dây hợp với UR một góc pi trên 3. Đây là nửa tam giác đều. Đây là nửa tam giác đều. Nửa tam giác đều cạnh là U dây. Cạnh là U dây. Cạnh là U dây, mấy em chú ý. Đây. Vector UL thì nhắc lại cộng vector UR. R này là cái điện trở của cuộn dây đó mấy em. Sẽ bằng vector U dây. Sẽ bằng vector U dây.
mà đề cho điện áp hai đầu dây lệch pha so với điện áp hai đầu trở gốc pi trên ba, mà UR và UR bao giờ cũng cùng phương với nhau cả, cùng phương với Y luôn. Cho nên ta biết được góc này chính là góc pi trên ba, đây là nửa tam giác đều, cạnh là U dây, và đoạn này chính là UL. UL sẽ bằng 1/2 U dây. UL sẽ bằng 1/2 U dây. Bây giờ thì quay lại vấn đề tính công suất. Đề toán yêu cầu tính công suất khi chưa mắc tụ, thì công suất của chúng ta có dạng là R lớn cộng R nhỏ, R lớn cộng R nhỏ nhân cho Y bình, mà Y bình phương lại bằng U bình trên Z bình. Như vậy là khi lại thì còn chúng ta lại sót được một điều, khi mắc tụ vào lúc mấy giờ là U bình trên R lớn cộng R nhỏ. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta tìm cái mối tương quan giữa ZL, R lớn cũng như R nhỏ từ giảng đồ. Các em thấy, nhìn vào hình chúng ta thấy nó nè, UL sẽ bằng 1/2 U dây, mà U dây bằng 1/2 U dây thì rút ra ZL bằng 1/2 căn bậc 2 của ZL bình cộng R nhỏ bình. Để từ đó thì bình phương lên, ta sẽ có 3 lần ZL bình bằng R bình, hay là R bằng ZL căn 3, mà ZL lại bằng ZC. Bây giờ ta tìm R lớn thì dựa vào cái góc pi trên 3 60 độ, như vậy thì sẽ có là tổng trở của mặt, thì viết lại công thức R lớn cộng R nhỏ U bình chết L bình của chúng ta là R bình trên 3 đấy nè, đây bằng R bình trên 3. Thì đây các em thay ra đây, thầy rút ra R lớn cộng R nhỏ đi bằng U bình trên 100. Mấy em thay vào đây. Nói chung cái bài toán này là một bài toán rất là tính toán rất là dài. Thì nó làm thế này nha, từ cái biểu thức B2 được tính theo U bình và tổng R lớn cộng R nhỏ, các em rút ra R lớn cộng R nhỏ theo U bình trên 100. Thầy thay vào đây, thay vào đây. Rồi sau đó mối quan hệ giữa ZL và R ta đưa hết về đây. Mấy em từ đây gọi là biểu thức 1 và đây là biểu thức 2, chúng ta sẽ dễ dàng tính ra được cái B1 theo cái B2. Bài toán đó là tính B1 theo B2. Thầy nói là ban đầu chỉ có điện trở R lớn mắc nối tiếp với cuộn dây. Từ hai dữ kiện này ta biết rằng trong cuộn dây chúng ta phải có điện trở R nhỏ, không thuần cảm, không thuần cảm. U2 đầu R bằng U2 đầu dây, có nghĩa là thầy sẽ có từ UR bằng U dây thì rút ra được R sẽ bằng Z của dây, chính là căn bậc 2 của ZL bình cộng R bình. Ta tìm được mối liên quan giữa R và ZL và R thì gọi là biểu thức số 1. Đây là bài toán nặng về tính toán, cho nên thầy xin đưa hết các cái công thức, các cái trường hợp và phần tính toán còn lại ở các cái con số lẻ này mang tính. Đầu tiên thầy nói lại nha, từ dữ kiện UR bằng U dây, chúng ta rút ra được R bằng căn bậc 2 của ZL bình cộng R bình. Vậy thì mối quan hệ của nó là R bình phương bằng ZL bình cộng R bình, thầy gọi là biểu thức số 1. Dữ kiện thứ hai là độ lệch pha của điện áp 2 đầu dây so với điện áp 2 đầu điện trở là bằng pi trên 3, là bằng pi trên 3, thì biểu diễn bằng giảng đồ Vester-Resnan. Thầy vẽ UL, ta vẽ UR nhỏ, UR lớn. Chú ý UR lớn và UR nhỏ là hai vector cùng phương và cùng phân với Y luôn. Thì tổng của UL và UR nhỏ chính là vector U dây, biểu diễn giảng đồ. Như vậy chúng ta sẽ có U dây lệch pha đi trên 3 so với UR.
so với UR. Mà độ lớn U dây lại bằng độ lớn UR, mà góc này lại 60 độ, thì từ giảng đồ trên ta rút ra được đây là một cái tam giác đều. Đây là một cái tam giác đều. Nên chú ý, đây là một cái tam giác đều. Cho nên ta sẽ có cái này, thì rút ra được từ UR bằng U dây thì có R bình bằng ZL bình cộng R bình, thì gọi là biểu thuyết 1. Từ cái dữ kiện mắc thêm tụ hệ số công suất là 1 xảy ra cộng hưởng ZL bằng ZC, thì tính công suất khi có tụ bởi công thức U bình trên R lớn cộng R nhỏ. Đây là công suất cực đại. Công suất cực đại trong trường hợp cộng hưởng bằng 100. Từ UL bằng thì xin cho này, để thầy tóm tắt lại cái phần cho mấy em dễ theo dõi. Thầy có tan gốc phi này là tan bi trên ban, chính là bằng cái gì mấy em? ZL trên R nhỏ và bằng căn 3, thì rút ra được là ZL bằng R căn 3. Như vậy thì gọi là 2. Từ 1 và 2 mấy em đã có được chính là bằng 4 R bình, thì rút ra được như vậy R lớn sẽ bằng 2 R nhỏ. R lớn bằng 2 R nhỏ. ZL bình bằng 3 R bình, R lớn bằng 2 R nhỏ là 3 R nhỏ, bình lên là 9. Thì có R lớn cộng R nhỏ chính là 3 R nhỏ. 9 R bình, 3 R bình là 12 R bình. Đã bình phương thì chúng ta không còn căn nữa. Ta rút đi R thì vậy ta còn là 3 trên U bình 12 R. Và ở đây cũng vậy, thì rút lại U bình 3 R. U bình trên R bằng 300. U bình trên R bằng 300, cho nên thì có 3 nhân 300 chia 12. 3 rút gọn 12 là 4. Như vậy chúng ta có được đó chính là 75 W. Đó là thầy tính nhanh. Bài toán này rất là tính toán, ta sử dụng tất cả là 3 dữ kiện. 1. Điện áp R bằng điện áp của dây. 2. Pha của U dây so với điện áp 2 đầu điện trở đi trên 3. Dữ kiện thứ 3, khi mắc C vào cos phi bằng 1 mặt cộng hưởng. Mặt cộng hưởng cho giá trị công suất. Hỏi giá trị công suất khi chưa mặc tụ. Đây là một bài toán khó, thầy nhắc lại. Đấy, qua cái bài toán điện ở trên, nó choáng hết cái thời lượng của thầy trò mình. Thì không mong rằng nếu mà có thêm được nữa, thầy sẽ tóm tắt lại cái phần toán này cho các em khi sử dụng làm trắc nghiệm. Đây là những bài toán mà mang tính phân hóa cao. Thì mong các em ghi kỹ lại cái bài tập trên, cố gắng giải lại. Hôm sau, cũng trong cái chương trình, thầy sẽ tiếp tục phần điện. Thầy sẽ nhắc lại cái bài toán này và giảng lại một lượt cho các em. Tóm lại, hôm nay qua cái phần thầy dạy cũng như phần trả lời câu hỏi của các em trên đài qua web hay câu hỏi trực tiếp của các em học sinh, thì thầy mong rằng qua những kiến thức của các bạn cũng như cái kiến thức thầy trao đổi trong những phần thì cô lại, có thể nói thế, thì cô lại ở những phần mà đề thi khả năng cho ra cao nhất. Nhưng để làm được những bài đó thì những cái bài cơ bản, cái kỹ năng cơ bản về toán điện thì mong rằng các em cũng nên ôn trước và ta rèn luyện thuần thục các bài cơ bản. Từ đó khi giảng đến những bài mang tính phức tạp cao hơn, độ phân hóa cao, thì các em dễ dàng nắm bắt được. Thì hy vọng thế, mong các em gửi thật nhiều câu hỏi về chương trình. Mong các em thành công. Thân ái chào các em.